Ma. Xem tử vi tuổi Ất Sửu năm 2019 nữ mạng. 35 tuổi, sinh từ 20 tháng 2 năm 1985 đến mùng 8 tháng 2 năm 1986. Kim mạng, âm nữ, hải trung kim, vàng dưới biển. Tuổi Ất Sửu năm 2019 sao nào chiếu mệnh? Sao Thái Bạch, Kim Tinh. Là sao xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, chủ về tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm, và nó xấu nhất cho những người mạng kim, mạng mộc. Thái Bạch hạn ấy nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ dày gươm đao, kim tinh bạch hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây, quý gà tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền, bi ai tang khó hao tiền, không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào. Có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm, cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Tuổi Ất Sửu năm 2019 gặp hạn gì? Hạn Thiên La, xấu. Thiên La hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Thiên La hạn phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh họa trao phải phòng. Dịch nghĩa, gặp hạn Thiên La thì chủ về đau ốm không khỏi, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc làm ăn, đề phòng vợ chồng bất hòa. Vận mệnh tuổi Ất Sửu năm 2019 nữ mạng 1985. Vận niên, hầu thực quả, tốt. Là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả, năm nay sẽ gặp được nhiều may mắn. Có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm. Đường công danh như rồng gặp mây, cứ thẳng bước tiến mặc cho có người ghen tị, gây khó dễ. Kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đoạt được kho bạc, tình duyên hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió, nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Mạng kim gặp năm mộc là khắc xuất, trung bình. Chủ về công danh sự nghiệp đều tự thân vận động, chứ không được sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè, chú ý mất trộm. Địa chỉ tuổi Sửu gặp năm Hợi là Bình Hòa, chủ về một năm công việc làm ăn đều không có nhiều sự thay đổi, về tiền bạc thì cũng chỉ đủ để tiêu pha. Thiên can Ất, mộc gặp năm Kỷ, thổ là tương khắc, chủ về mọi việc khó khăn đều do chính bản thân gây ra, trong năm nay không nên đầu tư vốn vào làm ăn. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành trong vũ trụ năm, Kỷ Hợi 2019-2020, tiểu vận đóng tại cung Hợi, hành thủy thuộc hướng Tây Bắc, đối với tuổi Ất Sửu là Bình Hòa. Tọa cung tiểu vận có các sao cố định, Tấu Thư, Đường Phù, Giải Thần, Phượng Các, Thái Tuế, Tràng Sinh. Cung xung chiếu có các sao cố định của năm, Thiên Mã, Quan Phủ, Tuế Phá, Thiên Hư, Đà La, Bệnh, Tuần. Cung nhị hợp có các sao cố định, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Quốc Ấn, Cô Thần, Bệnh Phù. Cung tam hợp có các sao cố định, Long Trì, Đại Hao, Quan Phù, Lực Sĩ, Hoa Cái, Bạch Hổ, Phình Dương, Thiên Khốc, Mộ. Theo như trên, có thể luận đoán tổng quát năm nay, tuổi Ất Sửu không được hưởng thiên thời địa lợi, và sao chiếu mạng là sao Thái Bạch, cho nên tất cả mọi công việc làm ăn đều không được tốt. Tiền bạc thì tiêu pha nhiều, đau ốm thì do quỷ ma quấy phá mà lâu khỏi. Ất Sửu nữ mạng thông minh, tâm thì hiền hậu, người thì đẹp xinh. Cuộc đời ngang trái ái tình, nếu không duyên nợ sao mình quen nhau. Cuộc đời hạnh phúc về sau, chồng hiền con thảo bên nhau trọn đời. Tiền tài phú quý một thời, cửa nhà êm đẹp một thời ấm êm. Thu đông, xanh thuận, vào hàng cao sang, nghịch xanh lỗi số bất an, Kỷ Hợi vận số xấu sao, tiền tài danh vọng lao đao muôn phần. Lưu ý, để xem lại hoặc xem thêm cho người thân thì mới truy cập tử vi 2019 tại website phongthủyso.vn hoặc link ở dưới clip. Tổng quan về tử vi tuổi Ất Sửu năm 2019 nữ mạng 1985, về phương diện ngoại giao và việc làm. Theo như trên cho thấy, công việc ngoại giao đối với tuổi Ất Sửu trong năm 2019 là khó khăn, tất cả mọi việc làm đều không được hanh thông.
Vì phương diện tài chính, tiền bạc làm ra bao nhiêu thì cũng đều không giữ được. Về phương diện tình cảm vợ chồng tuy hay xảy ra cãi vã nhưng vẫn hạnh phúc. Về phương diện sức khỏe, chú ý ốm đau bệnh tật do quỷ ma quấy phá. Đầu năm nên cầu an, dâng sớ giải hạn mỗi tháng vào ngày rằm 15 âm lịch, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 15 ngọn đèn hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy trắng và ghi Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân, rồi khấn Cung Thỉnh Thiên Đình Hạc Linh Cung Đại Thánh Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân Vị Tiền. Thái Bạch hạn tháng năm trao mày, bi ai tang khó tán tải ốm đau. Ngày rằm cờ tráng lá màu, đền thời tám ngọn lạy vào hướng Tây. Mùng 1 Tết nên xuất hành hướng chính Bắc để nghênh tiếp tài thần và hướng Đông Nam để đón hỷ thần vào lúc 9 giờ tới 11 giờ sáng, tính theo nơi cư ngụ. Để hóa giải cát khí do sao Thái Bạch thuộc hành kim gây ra thì nên dùng hành thủy để tiết khí, như đeo trang sức đá quý màu đen, màu xanh dương. Tuy nhiên còn một cách tốt nhất để kích tài lộc 2019, đó là quý chị có thể sử dụng sim phong thủy theo mục đích công việc để giải vận hạn, kích tài lộc, công danh, tình duyên. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2019 nữ mạng chi tiết theo 12 tháng. Tháng riêng, trong nhà có nhiều chuyện vui đưa tới, xuất hành đi xa gặp nhiều may mắn. Tháng 2, chuyện tình cảm vợ chồng không được tốt, không nên đầu tư làm ăn. Tháng 3, sức khỏe quý bạn không được tốt, đề phòng máu huyết. Tháng 4, được âm phủ dương trợ cho nên gặp hung hóa cát, đau ốm nhanh khỏi. Tháng 5, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, ăn uống tiêu hóa không được tốt. Tháng 6, trong nhà có chuyện vui, tuy nhiên chú ý mất mát tiền bạc của cải. Tháng 7, đi xa nên chú ý xe cộ hay chân tay để phòng có tì vết. Tháng 8, có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới, ốm đau thì gặp được thầy thuốc. Tháng 9, trong nhà có chuyện buồn đưa tới, chú ý bệnh về xương khớp. Tháng 10, có quý nhân giúp đỡ về công việc, xuất hành đi xa có lộc về đường ăn uống. Tháng 11, tiền bạc tiêu pha nhiều, công việc làm ăn thì bị người phá hoại. Tháng chạp, có tin vui của người ở xa đi về, hay trong nhà có tin vui tuy nhiên chú ý lời nói. Nói chung cuộc đời của tuổi Ất Sửu nữ mạng, xinh đẹp yêu kiều, tính tình vui vẻ, ổn hòa, thích cuộc sống yên tĩnh, nhưng nhiều lúc làm việc hơi hấp tấp nên đánh mất nhiều cơ hội và thường chi tiêu tiền bạc mà không suy nghĩ tưởng tận. Trong tình ái, tuổi Sửu coi chừng vị lần tan mà mang lấy bất hạnh cuộc đời. Công danh sự nghiệp ban đầu có nhiều trục trặc nhưng về sau được hanh thông, tạo dựng tài sản tiền bạc, nhà cửa cao rộng. Trung niên giàu sang phú quý, hậu vận được tiền tài, tạo tân phước cập trường thọ chi mạng. Hợp với tuổi Quý Tỵ, Dậu, khác với tuổi Nhâm Thìn, Tuất. Hợp với màu trắng, vàng, khác với màu đỏ, xanh. Để hạn chế những điều không tốt đến với mệnh gia chủ tuổi Ất Sửu nữ mạng năm 2019, nên tìm người xông đất, xông nhà hợp với tuổi gia chủ, xem hướng xuất hành đầu năm, xem ngày mở hàng đầu năm để cả năm tài lộc vẹn toàn, gia đạo an khang. Nếu thấy hữu ích, đừng quên like và share để mọi người cùng biết và truy cập website phongthủyso.vn để xem thêm các thông tin hữu ích khác như xem bói, tử vi, phong thủy, xem tuổi xông nhà 2019 cho tuổi Ất Sửu, chọn tuổi mở hàng đầu năm để cả năm tài lộc vẹn toàn, gia đạo an khang.